Tất cả quý vị chăm sóc bản thân thật cẩn thận trước khi nó tệ đi, hiểu chứ? Dạ hiểu. Trên hết hãy chăm sóc cẩn thận cho sự thuần khiết bên trong. Bên trong nếu thuần khiết, quý vị có thể vượt qua rất nhiều bệnh tật, nhiều chướng ngại, nhiều vấn đề, cũng như nhiều nghiệp chướng nữa. Bởi vì hầu hết nghiệp chướng sư phụ đã lo liệu rồi, chỉ còn lại một chút thôi. Vậy hãy chắc chắn rằng quý vị thuần khiết bên trong thật sự cống hiến đời mình. Chỉ muốn hạ bệ tâm mà vườn đó và ném y vào trong cái hố nào đó. Đó là những gì chúng ta nên làm. Hạ bệ y. Và thăng hoa thế giới. Chỉ cần ghi nhớ duy nhất điều đó trong tâm. Không gì khác nhé. Mọi thứ khác thật hay giả có thể đến rồi đi. Nhưng giữ nguyên mục tiêu của mình. Đá mà vườn. Thăng hoa thế giới. Chúng ta có thể thay đổi vận mệnh nếu chúng ta quyết tâm đạt mục tiêu cao thượng mà mình muốn. Thật sự chúng ta có thể. Và nếu không thể thì ít ra chúng ta có mục tiêu cao thượng này để hy sinh, để chết vì nó. Không có gì khác thật sự xứng đáng để sống vì nó. Tôi không sống vì bất cứ gì khác. Tôi chỉ sống vì điều đó, vì sự an lành của thế giới, để giảm bớt đau khổ cho loài vật. Tôi không sống vì bất cứ gì khác. Thật sự là như vậy. Và các vị thiên đế biết tôi nói sự thật. Các thiên đế làm chứng cho tôi. Tôi không nói dối. Dạ, sư phụ. Quý vị biết mà ha. Để làm gì? Lý do gì mà tôi phải nói dối? Có lý do nào không? Dạ không, thưa sư phụ. Chúng con tin sư phụ. Tin ha. Cảm ơn quý vị. Tốt cho quý vị. Trong tiếng Hoa họ nói, niềm tin là mẹ của tất cả công đức. Có nghĩa là lòng tin của quý vị, niềm tin của quý vị là cao nhất trong một vạn công đức. Một vạn chỉ là một con số. Không phải chỉ một vạn, nghĩa là bao nhiêu công đức đi nữa. Nếu quý vị không có lòng tin, không tin thì không có gì hết. Bởi vì niềm tin, lòng tin là cao nhất trong một vạn công đức.